quan kỳ án Một buổi sáng tháng 7 năm 1978 Tại một cao nguyên huyện Đài Bắc Hai vợ chồng Thái A Vượng Và người bạn thân Lâm Tuần Sa Cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm Thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu rồng rồng Anh Sa hiếu kỳ Rón rén bước vào động Xem sự thể như thế nào nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu ngực bụng bị xé rách nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa anh xa sợ đến lông tóc dựng đứng vội quay đầu chạy ra khỏi động lập tức cùng với vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô bao nhiêu nghi vấn nổi lên tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngủ tại Trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú nhưng tâm bất chánh. tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham dũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghĩ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm, xin gãy sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đại Bắc tên là Ngưu Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chồng chọc, chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra quay quát nạt ông Đoan, hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chứng mới Ông sẽ phán ít nhất là 15 năm Ông Đoan nghe vậy quá sợ Chấp tay van cầu phán quan Bao dung giảm án cho Nhưng ông Đức không chấp nhận Mấy ngày sau Ông Đức chủ động gọi điện Hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông đoan Và nói ướp ướp mở mở rằng Án của ông đoan Có thể nặng Mà có thể nhẹ Nếu như người đẹp phấn châu chiều ra mặt cầu xin thì mấy ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sát đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan, làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông, nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền, vừa kiều diễm. Năm sau, thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú hai tuổi, Thúy Đạo bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ, nên đối với con thiếu sự chăm nơm, vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây ngu, là hai đã kích rất nặng. Nhưng, ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng, đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền, để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng, với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông, thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến lợp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông Toàn làm những điều thương luân hại lý, dỡ đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt, và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, quốc ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát, vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán. Ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu, và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thò Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động, thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động, thì đột nhiên có ba con chó xông đến. Khí thế dữ dằn, nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén. Dương móng vuốt hung ác, cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã đôi hết ngũ tạng luộc phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. Ba con chó đao phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi, thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi. Bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy, trước vị thẩm phán. Là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sát tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký khác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả, nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Các bạn ơi, nhớ nhấn like comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.